Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Bảy ngày 14 tháng 9. Thưa quý vị, tối qua tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa phối hợp cùng tỉnh đoàn, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2024. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cùng tham dự. Tại chương trình, thiếu nhi thị xã Ninh Hòa đã tham gia phát của trung thu và chơi các trò chơi dân gian. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và quà. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tặng 714 suất quà trung thu trị giá 150.000 đồng một suất cho thiếu nhi tại địa phương, kinh phí được trích từ nguồn vận động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Phát biểu tại đêm hội trăng rằm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đề nghị các sở ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi, bảo đảm cho các cháu được đón Tết Trung thu an toàn, bình đẳng và vui tươi, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biển đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, giúp các cháu có ý thức phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ, để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường Đại học Thái Bình Dương sáng nay đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng. Dự lễ có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Trường Đại học Thái Bình Dương đã công bố quyết định của Chủ tịch Hội đồng trường bổ nhiệm giáo sư tiến sĩ Đào Văn Đông giữ chức vụ hiệu trưởng. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và giáo dục đại học, giáo sư tiến sĩ Đào Văn Đông bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng tập thể trường, xây dựng một môi trường học tập năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đào tạo ra những thế hệ sinh viên tài năng, đóng góp tích cực vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước. Năm học 2024-2025, Trường Đại học Thái Bình Dương chào đón hơn 760 tân sinh viên. Tại lễ khai giảng, trường đã trao tặng học bổng của tập đoàn Sovico trị giá hơn 2 tỷ đồng cho toàn bộ tân sinh viên khóa 2024. Trong đó, hai thủ khoa, á khoa đầu vào, cùng 33 tân sinh viên khác nhận học bổng từ 50% học phí năm nhất đến 100% học phí toàn khóa học. Trước đó, nhà trường cũng đã trao tặng máy tính sách tay và 25 suất học bổng cho các tân sinh viên có điểm xét tuyển từ 24 trở lên với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Dịp này, Quỹ Tâm Phúc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều doanh nghiệp đối tác khác cũng trao tặng nhiều suất học bổng với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023-2024. Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường tổ chức hoạt động trồng cây xanh xung quanh khuôn viên trường. Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh chiều qua đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024. 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 208 tỷ 500 triệu đồng, đạt tỷ lệ gần 82% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công thực hiện hơn 192 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 58,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 65% kế hoạch. Huyện đang thực hiện lập các quy hoạch phân khu các khu vực dự kiến thành lập phường, xây dựng chương trình phát triển đô thị huyện Diên Khánh. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Những tháng còn lại của năm 2024, huyện Diên Khánh tiếp tục triển khai xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh. Chương trình phát triển đô thị của huyện tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ, tiếp tục thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, v.v. Theo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan địa phương trên địa bàn huyện tổ chức 6 lớp truyền nghề cho hơn 240 người dân của huyện. Các học viên đã được tập huấn hướng dẫn cách chọn nguyên liệu và cách làm một số nghề tiểu thủ công nghiệp phù hợp với nhu cầu của từng địa phương như đan mây tre lá, làm bánh rau câu 3D, pha chế thức uống, làm gối đình làng, hướng dẫn cách bảo quản sản phẩm làm ra. Qua truyền nghề, giúp các học viên chủ động trong việc tham gia thực hiện các nghề mới phù hợp với nhu cầu của bản thân nhằm phục vụ cho đời sống gia đình, tạo việc làm cho lao động nông thôn lúc nông nhàn, góp phần cải thiện thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Hòa được đánh giá có nguồn nhân lực khoa học công nghệ dồi dào cùng hệ thống đào tạo chất lượng từ các viện, trường đại học đáp ứng yêu cầu cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Nhiều vướng mắc, khó khăn khách quan đã được các ngành chức năng, chuyên gia xác định và tìm giải pháp tháo gỡ. Trong đó có vấn đề xây dựng mối liên kết giữa nhà khởi nghiệp, nhà nước và nhà đầu tư.
Sau hơn 4 tháng đồng hành và hỗ trợ, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã thành công trong việc kết nối hai dự án đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên với các vườn ươm khởi nghiệp, quỹ đầu tư trên cả nước. Giá trị ký kết hỗ trợ của mỗi dự án là 50 triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ từ các chuyên gia, kỳ vọng sẽ giúp cho các dự án được triển khai đúng hướng. Đây có thể coi là thành công bước đầu tạo điều kiện thu hút thêm các quỹ đầu tư, vườn ươm khởi nghiệp tham gia sâu hơn vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa chúng ta có một cái điều đầu tiên rất là tôi thấy rất là tâm đắc, đó là cái sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong cái việc là xây dựng các cái đường lối, các cái định hướng để mà hình thành một cái ban điều hành cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều đấy cho thấy được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là cái sự phối hợp của các cái cơ quan, các cái sở ngành và các cái thành phần ở trong hệ sinh thái. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái sự gọi là cái quá trình mà tổ chức triển khai các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, mặc dù chúng ta đang đi từng bước nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả. Khánh Hòa được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong cộng đồng sinh viên, thanh niên và trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế, những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp, kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực này. Mặc dù vậy, vấn đề về nguồn vốn cho hoạt động đổi mới sáng tạo hay thu hút các quỹ đầu tư vẫn còn tương đối hạn chế. Việc chỉ số đổi mới sáng tạo của Khánh Hòa năm 2023 chỉ đứng ở vị trí trung bình trong cả nước, cho thấy nhiều vấn đề cần được các ngành chức năng quan tâm trong thời gian tới. Để một cái hệ sinh thái khởi nghiệp nó năng động hơn nữa thì chúng ta cũng cần phải thúc đẩy thêm, mở rộng thêm các cái hoạt động về đổi mới sáng tạo, các cái hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp, ví dụ như là thêm những cái sự kiện, những cái hội thảo để mà nó tăng cường cái tính kết nối, đặc biệt là cái mối quan hệ và cái sự liên kết giữa các cái đơn vị, các cái sở ngành có liên quan và các cái thành phần trong hệ sinh thái để tạo ra một cái chuỗi giá trị phối hợp với nhau một cách nó chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Sở Khoa học Công nghệ hiện nay đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một số cái chương trình, ví dụ như là chương trình nâng cao năng suất chất lượng, hoặc là chương trình sở hữu trí tuệ, hoặc là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Thì những chương trình này hiện nay đang được triển khai và đã đem lại một cái kết quả nhất định. Tuy nhiên thì để cải thiện bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh cũng như là đem lại cái kết quả thực chất thì Sở Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hàng loạt và hệ thống các giải pháp để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là các tổ chức khác để cùng phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực đổi mới sáng tạo là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trẻ đối với các viện, trường đại học. Tuy nhiên, theo đại diện một số đơn vị, công tác đào tạo nguồn nhân lực cần có sự thay đổi trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả cũng như khuyến khích sinh viên, thanh niên mạnh dạn hơn đối với việc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Thực ra thì các doanh nghiệp hiện tại vẫn chưa có quan tâm nhiều và chưa có đánh giá cao vai trò của các trường đại học trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế là cái năng lực nghiên cứu, năng lực sáng tạo và cái đội ngũ nhân lực mà các trường đang đào tạo ra, không phải chỉ riêng nói riêng trường Thái Bình Dương, thì đã có theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp rồi. Như vậy, nếu như các doanh nghiệp có thể nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về năng lực đó, tìm kiếm nguồn nhân lực từ các trường đại học ngay từ sớm luôn, và thậm chí rằng là tìm đến các trường đại học trong việc thực hiện các cái đề tài nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo, phát triển mới sản phẩm, nghiên cứu về thị trường v.v. thì cái kết nối này nếu như nó mạnh hơn thì nó sẽ tạo ra cái hệ sinh thái của mình rất là chặt chẽ. Theo thống kê, Khánh Hòa hiện có 11 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 47 tổ chức khoa học và công nghệ được chứng nhận. Tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì được 13 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, duy trì tốc độ hỗ trợ phát triển, bảo hộ 3 nhãn hiệu trên một năm. Đây là những tiềm năng và điều kiện cần thiết để phát triển và củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, các giải pháp, chính sách cần sớm được triển khai và đi vào thực tế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại, giúp cho hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh phát huy được tiềm năng đã có, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sáng nay, tại khu tưởng niệm Bác Hồ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang,
Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nha Trang đã tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024. Với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn, tại chương trình, đại biểu cùng đoàn viên thanh niên thành phố đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phóng sự về nội dung di chúc thiêng liêng của Bác, cùng tìm hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của di chúc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên. Nhân dịp này, tuổi trẻ thành phố đã trao tặng 5 phần quà đến thân nhân các gia đình, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, biên giới hải đảo và cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Đồng, tặng quà tri ân đến cụ Bùi Xuân Phước, chủ khu tưởng niệm Bác Hồ và trưng bày các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đoàn viên thanh niên cùng đọc và nghiên cứu. Sáng nay, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch và giỗ tổ ngành kịch hát sân khấu truyền thống. Tại buổi lễ, các đại biểu nghệ sĩ diễn viên thành kính dâng hương lên bàn thờ tổ nghiệp và cùng nhau ôn lại những giá trị to lớn của nghệ thuật biểu diễn sân khấu truyền thống đối với đời sống tinh thần của nhân dân, cũng như góp phần vào việc gìn giữ, phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc, đồng thời cùng nhau thưởng thức những trích đoạn tuồng dân ca do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn. 9 tháng đầu năm 2024, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu được giao trong năm, như biểu diễn phục vụ người dân các huyện thị đạt 80 trên 80 buổi, đạt 100% kế hoạch, biểu diễn 90 trên 100 buổi nghệ thuật đường phố, xây dựng kịch mục 2 trên 4 tác phẩm đạt 50% kế hoạch. Mới đây, Nhà hát phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống Bán thực cảnh tại tháp Bà Ponaga, Linh Thiêng xứ Trầm, được tổ chức định kỳ vào tối mùng 1 âm lịch hàng tháng. Năm 2024, nhà hát có một nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú. Thành đoàn Nha Trang, Hội đồng đội thành phố Nha Trang tối qua phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu năm 2024. Đêm hội diễn ra vui tươi, sôi nổi với các tiết mục ảo thuật, giao lưu với chú cụi, chị Hằng, cùng các em tìm hiểu về ý nghĩa, nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam về ngày Tết Trung Thu và tham gia giao lưu trả lời câu hỏi để được nhận những phần quà thú vị. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã trao tặng 100 suất quà là bánh kẹo, sữa, lồng đèn trị giá mỗi suất 200.000 đồng. Thành đoàn Nha Trang trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chiều qua, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tổ chức chương trình Trung thu cho em năm 2024 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Các em nhỏ đã được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thưởng thức màn múa lân sư rồng đặc sắc và phá cổ Trung thu. Dịp này, chương trình đã trao 550 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Thành. Chương trình thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, đặc biệt là học sinh thế hệ tương lai của đất nước, góp phần động viên các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Diên Khánh phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em nghèo mồ côi, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số xã Diên Tân. Hơn 150 thiếu nhi được tham gia các trò chơi dân gian. Ban tổ chức đã trao tặng 150 lồng đèn và 150 suất quà cho các em, gồm sữa tươi, bánh kẹo, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 22 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa tài trợ 10 triệu đồng, phần còn lại được vận động từ các mạnh thường quân. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn có mưa lớn kéo dài. Hệ thống sông Hồng ở Bắc Bộ thoát lũ chậm nên nhiều vùng vẫn ngập lụt trong vài ngày tới. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 độ và cao nhất có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 24 độ và cao nhất có nơi trên 34 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 24 độ và cao nhất có nơi trên 33 độ.
nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi là hình thế thời tiết ở các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Về chiều và đêm ở phía bắc khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 24 độ và cao nhất là 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là 20 độ và cao nhất là khoảng 30 độ. Ở khu vực nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các tỉnh thành Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất có nơi trên 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.